Zubat xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Phương, người sẽ đồng hành với các bạn trong suốt học cấp 3 này. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với những câu hỏi trong đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục Đào tạo năm 2023. Bài toán hôm nay mà mình chọn cho các bạn đó chính là câu số 50, một câu nằm trong phần ứng dụng đạo hàm và giảng toán liên quan, đó chính là tìm điều kiện để hàm số trị tuyệt đối đồng biến trên khoảng AB cho trước. Và trước khi đi vào nội dung chính của bài toán ngày hôm nay thì nếu bạn vẫn còn đang theo dõi video này, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời, nếu đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMAT TV. Bài toán có nội dung như sau. Có bao nhiêu giá trị nguyên A thuộc cái khoảng từ trừ 10 tới dương vô cùng để hàm số y bằng trị tuyệt đối của x mũ 3 cộng cho A cộng 2 tất cả nhân x cộng cho 9 trừ A bình phương đồng biến trên khoảng 0,1. Đáp án A là 12, đáp án B 11, đáp án C là 6 và đáp án D là 5. Trước khi giải bài toán này thì mình sẽ cung cấp cho bạn hai định lý. Đảm bảo là khi các bạn học xong hai cái định lý này, các bạn sẽ thấy cái câu 50 này là giải quyết rất là dễ dàng. Định lý thứ nhất là một định lý liên quan tới biến thiên của hàm số. Cho hàm số bậc 3, ở đây mình dùng hàm bậc 3 luôn nhé, y bằng fx. Khi đó hàm số y bằng trị đối fx đồng biến trên khoảng AB. Khi và chỉ khi là f(x) lớn bằng 0 với mọi x thuộc khoảng AB và fa lớn bằng 0 hoặc f(x) nhỏ bằng 0 với mọi x thuộc khoảng AB và fa bé bằng 0. Mình sẽ giải thích một chút xíu về cái điều kiện tương đương trong cái định lý này. Đối với trường hợp thứ nhất đó là f(x) lớn bằng 0 với mọi x thuộc khoảng AB và fa lớn bằng 0 thì các bạn biết được rằng là khi f(x) lớn bằng 0 với mọi x thuộc khoảng AB thì trên cái khoảng AB đó hàm số f(x) sẽ luôn đồng biến, tức là đồ thị sẽ hướng lên theo chiều từ trái qua phải. Các bạn còn nhớ cái cách vẽ của cái đồ thị hàm trị đối fx nó như thế nào không? Đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái phần đồ thị mà nằm trên trục OX. Còn những cái phần đồ thị nằm dưới trục OX chúng ta sẽ lấy đối xứng qua trục OX. Vì vậy mà đối với trường hợp này, khi mà hàm số fx đang đồng biến trên cái khoảng AB rồi thì chúng ta chỉ cần ép cho cái đồ thị này nằm trên trục OX là xong. Có nghĩa là cái điểm thấp nhất của cái đồ thị trong cái khoảng AB này, cụ thể đó chính là FA, nó chỉ việc lớn bằng 0 là xong. Thì cái đồ thị nó chắc chắn nằm trên trục OX. Thì tương tự như vậy đối với trường hợp thứ hai, đó là fx bé bằng 0 với mọi x thuộc khoảng AB. Có nghĩa là lúc này trong cái khoảng AB thì cái đồ thị của nó sẽ đi xuống theo chiều từ trái qua phải. Vì vậy mà khi chúng ta biến đổi qua hàm trị đối fx thì chúng ta sẽ ép cho cái đồ thị này nó nằm dưới trục OX. Bởi vì khi đồ thị fx trên cái khoảng AB này, khi nó nằm dưới trục OX thì chúng ta lấy đối xứng qua trục OX, thì lúc này cái phần đồ thị nó sẽ hướng lên từ trái qua phải. Và như vậy thì chúng ta sẽ có được là cái hàm trị đối fx lúc đó nó cũng vẫn sẽ đồng biến trên khoảng AB. Nếu quá trình mình giảng thì mình cũng đã vẽ cái đồ thị cho các bạn thấy. Tiếp đến là đối với định lý số 2. Định lý số 2 là định lý mắc min của hàm số. Cho hàm số fx xác định trên đoạn AB. Khi đó bất phương trình fx lớn bằng hm với mọi x thuộc khoảng AB, khi và chỉ khi là min của fx trên cái đoạn AB nó lớn bằng hm. Và bất phương trình fx nhỏ bằng hm với mọi x thuộc khoảng AB, khi và chỉ khi mắc của fx trên cái đoạn AB nó nhỏ bằng hm. Ở đây thì do tính chất dấu bằng, vì vậy mà các bạn xét trên cái đoạn AB luôn thay vì là trên khoảng thôi. Ở như vậy thì bây giờ mình sẽ áp dụng vào cái câu số 50 này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xét cái fx là cái hàm số nằm trong dấu trị đối. Fx sẽ bằng là x mũ 3 cộng cho a cộng 2 tất cả nhân x cộng cho 9 trừ a bình phương. Fx sẽ bằng là 3x bình phương cộng a cộng 2. Rồi sẵn các bạn tính f0 luôn cho mình. F0 sẽ bằng là 9 trừ A bình phương. Như vậy lúc này thì để hàm số đồng biến trên khoảng 0,1, khi và chỉ khi là f(x) lớn bằng 0 với mọi x thuộc khoảng 0,1 và f0 lớn bằng 0, hoặc f(x) bé bằng 0 với mọi x thuộc khoảng 0,1 và f0 bé bằng 0. Cái này là mình áp dụng cái định lý 1 mà mình vừa mới trình bày cho các bạn thôi. Bây giờ mình thế vô nhé. Ta sẽ có được là 3x bình phương cộng A cộng 2 lớn bằng 0 với mọi x thuộc khoảng 0,1 và 9 trừ A bình phương lớn bằng 0, hoặc 3x bình phương cộng A cộng 2 bé bằng 0 với mọi x thuộc khoảng 0,1 và 9 trừ A bình phương bé bằng 0. Tiếp tục mình sẽ tương đương, đó là 3x bình phương lớn bằng là trừ A trừ 2 với mọi x thuộc khoảng 0,1 và A bình phương thì bé bằng 9, hoặc là 3x bình phương bé bằng trừ A trừ 2 với mọi x thuộc khoảng 0,1 và A bình phương lớn bằng 9. Đến đây để giải tiếp thì các bạn sử dụng cái định lý số 2 là định lý mắc min của hàm số. Ta sẽ có được là đối với trường thứ nhất là min của 3x bình phương sẽ lớn bằng trừ a trừ 2 và a bình phương nhỏ bằng 9,
hoặc là max của 3 a bình phương sẽ nhỏ bằng là trừ a trừ 2 và a bình phương lớn bằng 9. Và các bạn dễ dàng tìm ra được min của 3 a bình phương trên cái đoạn 0,1, nó chính là bằng 0. Còn max của 3 a bình phương trên cái đoạn 0,1 thì nó chính là bằng 3. Đến lúc này các bạn giải rất là dễ rồi. Ta sẽ có được là a lớn bằng trừ 2 và trừ 3 nhỏ bằng a nhỏ bằng 3. Hoặc là a nhỏ bằng trừ 5 và a nhỏ bằng trừ 3 hoặc a lớn bằng 3. Sử dụng phép giao hội thì các bạn sẽ rút gọn được cái biểu thức này. Ta sẽ có được cái kết quả cuối cùng. Đó chính là trừ 2 nhỏ bằng a nhỏ bằng 3 hoặc là a nhỏ bằng trừ 5. Và đến đây các bạn để ý là chúng ta đi tìm các giá trị nguyên của a mà thuộc cái khoảng là từ trừ 10 cho tới dương vô cùng. Và ứng với điều kiện mà chúng ta vừa mới giải thì chúng ta sẽ có được các giá trị của a, bao gồm là trừ 9, trừ 8, trừ 7, trừ 6, trừ 5, rồi đến trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2, 3. Và như vậy chúng ta có tổng cộng là 11 giá trị nguyên của a. Và chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Đấy, như vậy thì mình đã kết thúc được cái bài toán câu 50 này một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng. Và qua cái bài tập này các bạn hãy cố gắng nắm cái định lý số 1 và số 2 để các bạn có thể là làm những cái bài toán tương tự. Ở trong cái định lý 1 này thì mình chỉ có xét ở cái phần đồng biến thôi. Còn cái phần nghịch biến các bạn có thể về tự suy nghĩ ra để coi cái điều kiện nghịch biến nó tương đương là gì nhé. Coi như nó là một bài tập về nhà cho các bạn. Ok, như vậy trong quá trình mình giảng bài toán này thì nếu bạn chưa hiểu chỗ nào, đừng ngại để lại vài dòng bình luận bên dưới cho mình được biết. Mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu các bạn thấy bài giảng này hay, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời, lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMAT TV. Mến chào và chúc bạn ngày học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các câu hỏi tiếp theo trong cái đề thi tham khảo này.